xây nhà toàn cái dương nhá. Thế xây nhà tao rồi. Xây nhà tí. Ngã nhá, bụt nhá. Kéo kéo xem. Hãy làm nhá, dưỡng ở nhà chơi nhá. Bắt lấy nè, búp búp, ê, thả cho nó đi nè, nè, đi nè, đi nè, đây, nè, cho con gà đi nè, đang gì chứ, đấy. Chị khóc nhẹ vừa thôi. Có ai hướng như Dương đâu. Đây, ta làm nhá. Việc nhá. Đấy. Nhá.
xếp cho nó kinh. Rồi. Đây mà. Đây. Con gà nó đói rồi. Đây, Dương không chịu ở đây. Ừ. Thôi. Dương khư quá đấy, có làm được đâu. Ê. Đấy. Khóc không nhỉ? Dương không nhỉ đấy nhỉ. Ừ. À dê. Dương không nhỉ làm đây nhỉ, Dương không làm được đâu nhỉ. Làm đây nhỉ. Làm đây. Đấy. Bạc con vịt con ra hai cái trăng cứ kẹp cho nhé, kẹp cho bác nhé. Thank you.
Dương không kéo chứ, không kéo dây hỏng rồi. Chào hai, khóc khóc ai, không nghe ai. Khóc buồn ngủ đấy nghe. Yeah 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 yeah. Khóc nhẹ, khóc nhẹ đấy nha. Dương không làm chẳng thơ nữa. Chả ngủ ra. Đây đây, ngủ ra, ngủ đi. Bao nhiêu mì ạ? 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 Cho em chấp quyền dòng xấu cho em một viên đạn. Ai mắm 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 mắm. Mình ở phải United States họ. Cảm ơn. Anh lại đi ạ. Nghèo quá, không có tiền ấy. Em phải làm thời gian anh về đi. Thế là bọn em ở bên này. Bọn em mấy tháng lại về. Thấy, chân nắng. Thấy không? Chân nắng không? Nắng không? Chá. Nhà nhá, đi đâu ở nhà nhá. Đầu không có tóc, đội mũ vào. Đi ra đi, nóng lắm.
Ừ, từ 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 từ. Anh ơi, rồi à. Đây. Bắt cơm đi, uống đi, tí. Đổ bây giờ ấy. Một tí tí nào. Mệt không? Khóc nhẹ à. Khóc lắm nhỉ. Ở đâu? Yêu yêu nhỉ. Hôn yêu có hôn nhỉ. Ừ dạ. Yeah. Yêu cái nhỉ. Yêu đi nhỉ. Dương nhá. Tôi còn Dương nấu cơm ăn nhá. Cảm ơn Nam nhá. Ừ, làm không chịu ở dưới chơi bóng đá ngỏ. Chút vào kìa Hân Hơ nào. Em ở chịu ở đâu? Ừ. Cắm nhá, còn nấu mắm mắm ăn nhá. Ừ.
ăn măm măm nha. Phải nhá. Tay vừa ra hải nào. Mít ta giải nhá. Giải lại chúng ta nào. Bé nhà nhà ơ chơi chương chương dạ dạ chơi nhà nhà chơi nhà
Rồi đây này. Ăn luôn, cơm đi. Cơm đi, chui nhá. Ăn chui nhá, ăn cơm đi. Mắm mắm nữa, ăn nữa. Ăn cơm gấp, rồi ăn đi. Ăn nhé, mắm mắm mắm. Ăn, ăn. Ừ, giỏi thế nhỉ. Ăn đấy. Mắm mắm. Dương ăn trước. Ngon ngon nhỉ. Mắm, mắm, Dương ăn ngon ngon nhỉ. Ầm. Ầm nhá. Ngon ngon nhá. Ầm nhá. Ăn đi. Vâng. Ăn cơm sao chắc anh đi về à? Ăn cơm sao chắc.
đang đi làm, tập của mấy tháng đang làm ở đâu? Đang làm gì? Thế mà em thấy không, của em xây nốt xong rồi. Rồi các em có thể làm được không? Làm mấy tháng? Chắc còn vài tháng chắc phải còn lại. Anh đi làm ở đâu? Hà Nội à? Vâng. Vâng, anh không ở được thì anh đi đi. Làm nhỏ chồng con nhá. Vâng. Rồi đấy. Ăn đây. Đây. Giỏi chê nhờ, ăn được rồi nhờ. Hai con nhá. Ăn ngon à? Nồi. Ui dồi ôi. Ăn nồi đi. Bé nhà không ăn. Ăn quả đi. Ăn quả đi nhờ. Đây. Đây. Quả nhá. Đây. Ăn cái mềm mềm một chút không? Quả mềm mềm mà. Lẹp cứng á. Nhá. Ăn ngon à, nhá. Em đọc đi. Ừ, nhà mình đi thôi nhà, đi chốt dạ, về thôi nhà. Đi về thôi. Bạc là chú vì con, là cả là cánh chú đi kiếm mồi. Nóng quá nhỉ, không bật quạt lên à? Bật tắm. Quạt hả? Ăn mát thôi nhỉ. Ăn mát đây. Đấy. Nha. Đấy. Đấy. Đâu xong chắc anh đi về. Không, anh đi luôn à? Đi luôn. Vâng. Đi nhé. Vâng. Khi nào đi làm mấy tháng không lại quay lại nhé. Anh có cái tiền để cho em mua sữa. Anh cứ để lấy đi đi, đi đường đi. Anh gửi cho em. Anh gửi cho em để đi mua sữa cho con. Em xin. Anh về đây. Anh về cẩn thận nhá. Rồi. Ha ha ha.